Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel Vui Tật Vinh My. Ok, thì cũng một thời gian lâu lắm rồi mình chưa làm clip trở lại. Với lại đáng ra là mình vẫn còn công việc, mình vẫn chưa thể nào mà quay lại. Nhưng mà chắc thì còn trong thời gian sớm đấy, mình nghĩ là mình sắp quay trở lại rồi. Và mình sẽ làm clip lại bình thường anh em thôi. Nhưng mà vẫn còn một thời gian nữa. Nhưng mà do mình thấy các bạn ủng hộ mình, những fan của mình, 501 anh em của mình thật sự đang có vẻ rất là buồn, rất là chán. Cho nên mình cũng cố gắng chiều nay, hôm nay thì công việc ổn định sớm được một chút, cho nên mình cũng cố gắng làm clip. Clip này thì mình vào lại game, cũng như là thông báo cho anh em một số điều, vận động một số điều. Rồi nếu mà tí nữa mà anh em ủng hộ, nếu mà các bạn muốn thích thì tí mình làm một clip khu vui chơi cho anh em xem. Nhưng mà nếu các bạn thích, các bạn ủng hộ thì các bạn nhớ comment nha. Mình thấy rất là nhiều comment ủng hộ thì comment làm khu vui chơi thì mình sẽ làm. Cho nên anh em xem clip này nhớ comment nhiệt tình để tí mình làm khu vui chơi bắt 13 nha. Đây, thời gian này mình không làm clip thì mình cũng không có truy cập vào game này được nhiều. Đây, như các bạn thấy ở chỗ điểm danh hàng ngày này mình ọp rất là nhiều ngày. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ngày, cũng 9-10 ngày rồi mình cũng chưa vào game. Thật sự cũng thiệt hại cũng rất là nhiều, không có lấy được nhiều đồ trong đây, rất là đáng tiếc. Ui, báu vật cam 110 lấy làm gì trời. Mình đang muốn được cái rau đen mà không được nha. Rồi. Đợt này có hoạt động phúc lợi năm mới nè các bạn, giúp chúng ta nhận quà 7 ngày. Đây là một số cái đồ mình tấn công liên tiếp được. Danh hiệu đồ này thì không cần thiết. 20 vàng à. Bữa giờ mới được toàn 20 vàng. Cũng lâu ngày rồi mình chưa bình luận game lại, không biết cái bọn này trong đây giờ nó làm sao nữa. Đấy, nói chung thì khỏi cần làm gì cả. Clip này mình sẽ vận động 500 anh em của mình. Bạn nào chưa subscribe kênh của mình thì hãy nhớ subscribe ủng hộ mình nha. Nên mình cũng sắp được rất là nhiều sub rồi. Đấy, để mình qua kênh của mình xem sao. Này mình chưa đăng nhập gì cả đó. Để mình vào YouTube xem thử kênh mình dạo này sao chứ. Chưa, vừa mình cũng vừa đăng clip. Không biết được nhiều sub rồi chứ. Ok, mùa tặc Vinh May có luôn. Rồi. Hồi trưa mình vừa đăng cái clip làm cái intro mới, intro giống như top 5 lạ kỳ, rất là giống luôn. Nhưng mà trong trường hợp này là mình sẽ để cái hình 501 anh em của mình trong cái tô mì. Và ở dưới là Vui Tật Vinh My. Đấy, như các bạn đã thấy 501 anh em Vui Tật Vinh My. Đó, hiện tại cũng được 30 mấy lượt xem rồi. Comment thì cũng rất là nhiều, được 2 mấy comment nè. Ok, rồi. Hiện tại lượng subscribe 3.468. Rồi cũng gần 3.500 các bạn. Rồi, anh em nào chưa subscribe thì subscribe nhật tình nữa nè, cho lên được 3.500 các bạn. Còn khoảng 30 sub nữa, 32 chính xác là 32 sub nữa là sẽ được. Cho nên anh em nào chưa subscribe thì nhớ vào kênh Vui Tật Vinh My của mình, nhấn vào nút đăng ký màu đỏ này nha. Đây, với lại mình nói cho các bạn một điều nè, các bạn có thể nhiều bạn không biết nè. Đây, bây giờ các bạn xem clip này của mình, các bạn subscribe ở đây. Đây, các bạn thấy ở dưới cái tiêu đề của video, ở dưới là có nút đăng ký nè. Bạn nào chưa đăng ký là cái nút đăng ký sẽ là màu đỏ nha, các bạn nhớ đăng ký. Ngoài ra là các bạn nhớ nhấn vào cái chuông, hình cái chuông để theo dõi, tức là mình ra video clip nào nó sẽ thông báo cho các bạn biết, để các bạn không thể bỏ lỡ video nào của mình. Đó, một cái cách rất là hay. Bây giờ thì mình sẽ đăng nhập vào cái tài khoản của mình, một cái tài khoản phụ á, để mình lấy làm ví dụ. Ok, đây là cái tài khoản, một cái tài khoản YouTube phụ của mình thôi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ quay lại trang chủ. Chạy ra các bạn cái này mà có thể một số bạn không biết nè. Đây, bây giờ ví dụ như mình sẽ xem clip này của mình là của Vui Tật Vinh My, tức là của mình rồi. Đây, các bạn thấy ở dưới cái tiêu đề thì có chữ đã đăng ký rồi. Đó, đã đăng ký, tức là nick này đã subscribe rồi. Nếu các bạn subscribe rồi thì nó sẽ là đã đăng ký. Còn các bạn chưa subscribe thì nó sẽ hiện lên cái màu đỏ đây. Giờ mình ví dụ mình chưa subscribe nè. Phải đăng ký nha, là sẽ lúc subscribe thì lên màu đỏ. Đó, bây giờ mình sẽ subscribe. Đó, subscribe xong các bạn lưu ý ở bên cạnh cái chỗ đăng ký có cái hình cái chuông nè. Cái chuông á, đó. Ở gần chỗ 3.468 nè, bạn thấy không? Đó, có cái chuông. Các bạn nhấp vào cái chuông đó. Rồi, đánh dấu vào đây. Gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này. Đó. Tức là các bạn kích vào cái dấu trong ô này là cái bên Vui Tật Vinh My nó ra clip nào thì nó sẽ thông báo cho các bạn. Đây, giờ mình lưu nha. Nhớ đánh vào cái dấu này đó các bạn, rồi nhấn lưu. Đó. Đó, cái chuông này là nó có hai cái móc hai bên rồi đó, tức là bạn nó sẽ là có thông báo ở đây đó, nó thông báo ở đây nè các bạn. À, do bạn xem thông báo ở đây, ở hình cái chuông ở trên đây. Đó, mình ra clip nào thì nó sẽ thông báo ở đây cho các bạn biết, là các bạn sẽ nhấp vào đó là các bạn xem được clip của mình ngay thôi, rất là đơn giản đúng không? À, ok, đó là cách để subscribe cũng như là nhấn theo dõi
mình ra clip nào thì các bạn có thể xem được rất là nhanh chóng thôi. Rồi. Ok. Ai, clip đơn giản thôi, lâu rồi cũng mình cũng rất là nhớ 501 anh em của mình. Lâu lắm này chưa bình luận luôn. Rất là nhớ các bạn luôn, cho nên nếu mà tới các bạn thích mình, muốn mình làm vui tặc cùng vui chơi thì anh em nhớ comment nhiệt tình thôi nha. Rồi, để tới mình làm cùng vui chơi cho các bạn xem. Hôm nay chiều cũng rảnh, cố gắng ra cùng vui chơi cho anh em xem chứ không có gì cả. Rồi, ok vậy thôi nha, đơn giản. Đó, bạn nào chưa subscribe, như là bạn nào mà có điều kiện thì các bạn nhớ tạo một cái Gmail đăng ký cho mình nha. Rồi, để mình đăng xuất cái tài khoản này đã. Rồi, đăng xuất nha. Rồi, bây giờ mình sang Google đây. Tức là bạn nào mà có điều kiện, có một số điện thoại đó, thì các bạn tạo một cái Gmail để, tức là một cái Gmail là một cái YouTube đó. Rồi, các bạn subscribe cho mình. Bây giờ thì mình sẽ tạo Gmail đó. Đây, cho bạn xem luôn. Các bạn ra nhập tạo Gmail ở đây. Rồi, bạn nhấp cái nào cũng được, cái nào nó cũng tạo thôi. Cái đầu tiên đi. Rồi, đầu tiên nó bị đơ rồi, thôi quay lại đi. Tôi cho các bạn cứ chọn, kiếm cái chọn. Rồi, tào lao rồi đó. Đây, tạo tài khoản đây. Đó. Đây là cái chỗ tạo tài khoản. Bạn nào có điều kiện, tức là có số điện thoại thì các bạn cố gắng tạo cái Gmail rồi ủng hộ mình nha. Còn bạn nào mà chưa có thì mình không bắt buộc. Cái này bạn nào không có thôi, xem clip bình thường ủng hộ mình là được rồi. Mình không có bắt buộc trường hợp này. Anh em lỡ có nhiều bạn còn đi học, chưa có xài điện thoại gì đó thì không có số điện thoại. À, bây giờ mình sẽ thử tạo một cái nha. Này họ đại đi, họ Trần, tên Nam đó. Này là cái Gmail các bạn chọn, ví dụ mình là Trần Nam 0988@gmail.com. các bạn chỉ cần ghi tài khoản thôi, đừng có ghi gmail.com nha. gmail.com có sẵn đây rồi. Cái này là có người sử dụng rồi, được rồi, thêm chữ số 8 nha. Trần Nam 0988. Rồi, ok, vẫn có người sử dụng à. Niên nào mình lì đòn nha, bốn số nha. Rồi, hết người dùng rồi đó. Rồi, tạo mật khẩu. Mật khẩu gì ta, quên mất tiêu rồi. Trắng lòng. Không biết đúng không biết. Tên ngày nào thì các bạn chọn đại cũng được. Còn nếu muốn các bạn muốn chọn đúng thì cũng được. Cái này mình tạo đại 2001 đi. À, trẻ ăn chút đi, tạo cho trẻ. Tôi là không muốn nói đi. Không muốn nói bạn, cái tính mình là cái tính mình nó hơi bị đặc biệt nên mình không muốn nói luôn. À, số điện thoại đây thì các bạn cũng không cần phải nhập chơi mất công. Địa chỉ email đây các bạn cũng không cần. À, các bạn chọn Việt Nam rồi bước tiếp theo. À, tôi bước này mới là quan trọng nè. À, tức là cái bước tiếp theo các bạn cần phải nhập cái số điện thoại của các bạn vào đây. Đây. À, vậy xong rồi hả? Ui, mình không cần số điện thoại luôn nè các bạn. Ngon. Ha, cái này vui nè. À, bây giờ mình sang YouTube nha. Nghe vậy là mình lại có thêm một cái tài khoản để subscribe kênh Bùi Tặc Dinh Mì của mình rồi. Ngon đấy. Đậu phộng sao nó bị đơ rồi. Đăng nhập liền chứ. Không biết có được hay không, lúc trước mình cần số điện thoại. À được rồi nè, được rồi nè. À, bây giờ thì mình vào Bùi Tặc Dinh Mì nha. À, bây giờ thì mình lại có thêm một cái nick để subscribe kênh mình rồi. Quá là tuyệt vời. Này, nhớ các bạn. Đậu phộng thanh niên nào mới bỏ subscribe của mình hay sao mà chỉ còn 3467 thôi vậy. Rồi giờ mình đăng ký thêm này nha. À, các bạn vậy là đăng ký thành công và nhấn vào cái chuông, tức là gửi cho tất cả thông báo đó. Đó, các bạn cứ làm y theo cái nick này tương tự như mình là được thôi. Đó, vậy là 3467, theo mình là 3468. Hồi nãy nó bị lắc là 3469 á. À, đi không tin mình giờ mình vào nick Bùi Tặc Dinh Mì để mình kiểm tra thử nha. Ok, mình đã quay trở lại đó các bạn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ kiểm tra kênh của mình nha, để coi thử cái lượng subscribe nó có đúng như mình nói 3469 không nha. Thấy không các bạn? Yeah, đúng như mình nói, lên 3469 nè. Rồi, thiếu một subscribe nữa tròn 70 và cộng thêm 30 subscribe nữa là tròn 3400. Anh em 3500 cho quên. Đó, cho nên mình cũng vận động anh em subscribe. Bạn nào chưa subscribe thì vào subscribe nhiệt tình cho mình để mình gắn được 3500 rồi sau đó là tăng lên chinh phục tiếp 4k. Sau khi 4k lại tròn 1k thì mình lại livestream nói chuyện với các bạn ha. Đấy, mình rất là thích livestream với các bạn. Nhưng mà chưa đủ subscribe thì mình không thể nào livestream. Đây anh em ủng hộ mình nhập tầng cho số này lên 4k rồi. À, anh em mình cùng subscribe với nhau nha. Đó, đơn giản thôi. Clip này mình vận động anh em subscribe cho mình thật là nhiều. Còn tí nữa muốn thì các bạn nhớ comment rồi mình sẽ làm khu vui chơi. Đó, chỉ đơn giản thôi. Rồi ok, bây giờ mình để coi coi dạo này có cái này trong đây có gì mới không. Có mấy cái thanh niên sầu đời dữ ha. Haki rồi có gì không? Không biết Haki mấy ngày nay mình không làm clip nó Haki bên Vinh Mì nó có con gì mới chứ ha. Có nhiều bạn nói với mình là có kit Haki bên Vinh Mì rồi mà sao mình kiểm tra không có thấy à. Có gì đó nó sai sai. Mình kiểm tra đâu thấy đâu. Đậu phộng lắc dữ anh.
Do dùm đi cha. Vậy là mình cảm thấy cái tạo Gmail đó nó rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần gõ tên rồi email vô là coi như có một cái tài khoản YouTube rồi đó. À, còn nếu bạn nào có số điện thoại thì bạn nhập vô số điện thoại luôn cũng được. Còn không có thì khỏi nhập. À, vậy là các bạn có một cái tài khoản YouTube rồi subscribe cho mình rồi đó. Rất là đơn giản đó bạn. Rồi ok. Rồi đơn giản thôi nha. Bây giờ mình kết thúc. Tạm biệt các bạn. À, cũng như là chúc các bạn buổi chiều thật là tuyệt vời. Chiều đầu tuần thật là tuyệt vời nha. Rồi ok, bye bye.